Tình huống đầu tiên, xe tải đi chiều đối diện vượt cực ẩu, lấn hết cả làn xe bác có gắn cam hành trình đang đi. Bác mà vẫn còn đi cái kiểu này, không sớm thì một lại hôn nhau với xe khác cho mà xem. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Tình huống xe máy đi trên cao tốc thực sự nguy hiểm các bác ạ. Cần loại bỏ những thành phần như thế này để giao thông phát triển và được văn minh hơn. Tình huống bác Morning đi ngược chiều cực kỳ nguy hiểm các bác ạ. Mong lực lượng chức năng sớm cho bác cái biên bản, để lần sau bác chừa cái thói đi mất dạy như này ạ. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Ai ảo thật đấy. Hết ô tô, giờ lại đến xe máy đi ngược chiều các bác ạ. Chẳng hiểu bác có mang theo não khi tham gia giao thông không nữa, chứ như này thực sự rất nguy hiểm. Các bác xem video của em thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất từ kênh Giao thông nước Việt. Có ý kiến góp ý, các bác hãy bình luận ở cuối video này. Về ông lạng về má ô. Anh Công nói với em xe con, em đi chậm thế, thôi để anh đủn đi cho nhanh nha em. Và thế là bác Công đã đủn em xe con một đoạn đường luôn các bác ạ. Còn gì nữa đâu mà không với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Bác xe con đã test độ cứng của xe bằng cách lao vào cột điện các bác ạ. Ăn đồ. Anh mới dọa mà chủ yếu bóng vía thế. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Tình huống tai nạn giao thông giữa xe con và xe tải các bác ạ. Sau đó là màn bình luận về vụ tai nạn của bác tài xe có gắn cam hành trình. Em mời các bác xem hết video ạ. Cái này kiểu dạng như ông vượt bên kia xong ông tấp đầu vô á. Hiểu không? Ông vô lý vậy. Có nghĩa là nó vượt bên kia. Tình huống vượt xe cực ẩu của bác Hổ Vồ. Em mời các bác xem hết video ạ. Thấy hay cho em xin một like và một đăng ký kênh. Yeah.
đang trên đường đèo mà bác xe công vẫn vượt xe cực kỳ ẩu các bác ạ. Bác đi như thế vừa gây nguy hiểm cho chính mình và gây nguy hiểm đến mọi người xung quanh. Và đây là Polo Pilo. Polo Pilo ui, múa phải nói là cực gắt. Anh ơi, anh gạt chân chóng kìa, gạt chân chóng. Cuộc đời anh là chưa bao giờ biết gạt ai bao giờ, kể cả chân chóng. Gặp chung không rồi thôi. Tình huống, những người nhận nhí mở cửa số và đu bám trên đó cực kỳ nguy hiểm các bác ạ. Không rõ trách nhiệm của phụ huynh đang ở đâu nữa. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, nói thật. Nay em gặp một bác đi xe máy cứ ngơ ngơ các bác ạ. Bác không chịu quan sát gì mà định băng băng qua đường trong khi xe em vừa đến nơi, khiến xe em phải phanh dúi dụi luôn. Không hiểu bác có bị làm sao không nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với trời. Ban đêm, em đang đi gặp bác bán tải mở pha rất chói. Chính vì thế em đã nháy pha để bác hạ đèn pha xuống, nháy mãi nháy hoài mà không thấy động tĩnh gì. Chẳng hiểu bác bán tải suy nghĩ kiểu gì nữa, ý thức của bác quá kém. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi tài ơi, chết tôi tài ơi. Châu vào nhà bác nào thả nhông nhông ra đường như này, nguy hiểm quá ạ. Còn gì nữa đâu mà khóc với trời. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Kênh Giao thông nước Việt, kênh chia sẻ những video được camera giao thông ghi lại. Các video có tính chất giáo dục, không mang tính chất bạo lực hay kích động. Mong rằng mọi người khi xem video sẽ tham gia giao thông an toàn hơn. Kênh Giao thông nước Việt chúc các bác lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Cảm ơn các bác đã xem kênh Giao thông nước Việt. Hãy like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất ạ. Có gì góp ý các bác để lại bình luận bên dưới video nha.